công ty Dasco xin giới thiệu đến khách hàng mẫu đèn LED năng lượng mặt trời thông minh. Với khả năng cảm biến chuyển động, đèn tự động bật tắt và hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm 100% chi phí khi sử dụng và cực kỳ thân thiện với môi trường. Đèn LED năng lượng mặt trời thông minh được phân phối chính hãng bởi công ty Dasco với vỏ hộp màu vàng cam và logo in trên mặt trước của đèn. Đèn được cấu tạo từ 100 đèn LED nhỏ cho ra công suất chiếu sáng cực cao. Do hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời nên việc lắp đặt đèn cực kỳ đơn giản và dễ dàng thao tác. Nhờ vào khả năng cảm biến chuyển động, đèn có thể hoạt động ở 3 chế độ chiếu sáng khác nhau. Ở chế độ đầu tiên, đèn sáng mạnh trong vòng 25 giây khi có chuyển động gần và sẽ tự động tắt khi không có chuyển động. Chế độ 2, đèn chiếu sáng nhẹ và tự động sáng mạnh nếu có chuyển động xung quanh. Chế độ 3, đèn sẽ sáng duy trì ở mức nhẹ và tự động tắt khi trời sáng. Đèn hoạt động 100% bằng ánh sáng năng lượng mặt trời và chiếu sáng liên tục 10 tiếng với tuổi thọ pin khoảng 10.000 giờ. Do có chỉ số chống nước đạt IP65 nên đèn có thể hoạt động ngay cả khi trời mưa. Hiện công ty Dasco đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn khi khách hàng mua 2 sản phẩm Dasco miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Khi khách hàng mua 3 sản phẩm sẽ được trừ thẳng 10% vào hóa đơn mua hàng và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm được bảo hành chính hãng bởi Dasco trong vòng 1 năm. Trong vòng 15 ngày sau khi mua, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh đến từ nhà sản xuất, Dasco cam kết sẽ đổi mới sản phẩm cho khách hàng.